Chào anh em, hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu với mọi người cách chơi cờ tướng đơn giản và dễ hiểu nhất. Thì đầu tiên mình có một bàn cờ thì được chia làm hai bên, bên đen và bên đỏ. Thì mỗi bên sẽ có 4 ô chiều dọc và 8 ô chiều ngang. Đây là vị trí các quân cờ. Trên đây là vị trí các quân chốt. Đây là vị trí quân pháo, còn cái hình vuông có hai đường chéo này là vị trí khu vực di chuyển của sĩ và tướng. Thì sĩ và tướng sẽ di chuyển trong khu vực này, còn các quân cờ khác thì di chuyển toàn. Còn chính giữa đây mình có, đây là con sông, trong cờ tướng người ta thường gọi là gà hà hà đấy. Thì đầu tiên mình không nói nhiều nữa, mình đào thẳng vào cái bộ cờ. Thì đây mình có một bộ cờ, đây mình giới thiệu từng con cờ các bạn. Đây là con xe của bên đỏ, con xe thì có hai con, đây là vị trí của con xe. Tiếp theo là con mã cũng có hai con. Đây là vị trí con mã. Thế là con tượng của bên đỏ có hai con, chỉ con tượng đến con sĩ, vị trí con sĩ. Còn lại là con tướng, đây là con tướng của bên đỏ, tướng này chỉ có duy nhất một con thôi. Tiếp theo là con pháo, pháo mình đỏ hai con. Đây là vị trí con pháo, thường các vị trí của 4 5 con chốt và hai con pháo sẽ đánh dấu đây. Còn đây là 5 con chốt, anh xem đây là con chốt của bên đỏ, đây được ta đánh dấu vị trí của nó, 5 con chốt. Bên con bên đen thì cũng tương tự, là xe thì có hai con, mã cũng hai con, tướng cũng hai con. Đây vị trí con tướng, sĩ, đây là sĩ của bên đen, và còn đây là con tướng của bên đen. Vị trí con tướng, xe, mã, tướng, sĩ, tướng. Còn đây là hai con pháo của bên đen, vị trí của con pháo. Năm con chốt, đây là chốt của bên xanh, vị trí góc cũng tốt. Đây đầu tiên, đây là cách sắp của bàn cờ: xe, mã, tượng, sĩ, tướng. Để đối xứng hai bên là hai sĩ, hai tượng, hai mã và hai xe. Đây vị trí của hai pháo và một hàng tốt phía trên. Bên đen cũng vậy, xe, mã, tượng, sĩ, tướng. Đối xứng hai bên sĩ, tướng, mã và xe. Tướng thì có con hai con pháo, đây có vị trí người ta đánh dấu vị trí con pháo. Còn đây là hàng năm chốt. Đầu tiên mình sẽ giới các bạn cách chơi từng con. Thì đầu tiên là trong một bàn cờ thì đây là chốt, thì chốt là đứng ở vị trí tiên phong, là 5 con với số lượng đông nhất. Thì con chốt thì chỉ có khi mà đây là xong, đây là bên của chợ, đây là bên đỏ, còn chợ kia là của bên đen. Khi chốt còn ở bên đất của mình đó, thì nó chỉ có thể tiến tiến một đó, tốt chốt thì cứ tiến một bước đó. Chỗ này cũng vậy, nếu tiến thì nó tiến một bước, chỗ bên này cũng vậy, chỉ có tiến chứ không có lùi, không có qua trái, không qua phải gì hết, chỉ có tiến thôi. Giả sử con chốt này tiến một, con chốt bên đen tiến một, thì con chốt bên đỏ có thể ăn con chốt bên đen. À, đây là ăn. Thì con chốt tiến xong, khi qua xong thì con chốt đỏ này nó có thể qua trái qua phải và tiến thẳng phía trước, có thể qua trái qua trái qua trái qua phải qua phải qua phải tiến phía trước, nhưng tuyệt đối không được lùi. Đó là con chốt tốt, chỉ có tiến không lùi. Đây chỗ này cũng vậy, giả sử bên đen lên chốt, bên đỏ lên chốt bên này, bên đen lên chốt bên đỏ lên chốt bên này, bên đen ăn chốt bên này và bên đỏ lên chốt, và bên bên đen bắt đầu đẩy chốt qua đây đó. Bên đen thì bắt đầu khi đã qua xong rồi thì có thể qua trái qua phải, bắt đầu qua đây bắt chốt này, thì bên này để tránh bị ăn thì chỉ có nước chảy lên, thì chảy lên thì bị con chốt này ăn thì không chạy được đó. Thì con chốt này nếu không chốt này không ăn thì đẩy xuống như này,
thì chỉ cắt xuyến chứ không, cái này không thể nào lùi được. Như xuống đây và xuống đây, phải qua đây ăn báo này đó, phải xuống đây, qua đây, qua đây bắt tướng chứ không thể lùi được. Đó là cách đi chỉ vô cũng tốt, tốt đen tốt đỏ đều đi về giống nhau đó, là hàng chốt. Thì cách di chuyển nó vậy, là cách ăn quân. Thì con nào đứng trước mặt nó thì con chốt thì có đi một bước thôi, thì con nào đứng trước mặt ở bên phải bên phải thì có thể ăn được. Tiếp theo mình để con sáo đi. Rồi, chốt để hàng pháo. Pháo thì cách di chuyển nó rộng hơn, tức là con pháo có thể tiến theo nhiều bước, như là qua trái qua phải tiến lui. Giả sử con pháo nằm như thế này, đầu tiên là con pháo có thể đâm thẳng đến đây đó. Nhưng mà con pháo có thể xuống dưới đây được, tại nó bị chặn bởi con pháo này rồi. Thì con pháo pháo này đây là gọi là pháo hai, thì có thể đâm thẳng xuống dưới này, xuống này, xuống này, xuống này, xuống này là tiến. Còn nếu mà lùi thì có lùi đến đây thôi, còn đây là có con gỡ nó rồi. Còn qua phải thì đến đây đấy, còn qua trái thì có thể qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây đó. Đến đây bị chặn bởi con pháo này rồi. Đó là cái gì của con pháo. Giả sử con pháo muốn qua đây thì con pháo phải lên hai đây, sau đó mới bước tiếp theo phải mới chạy qua đây được, hoặc chạy qua đây. Đây là cái gì của con pháo. Còn cách ăn của con pháo muốn ăn một con cờ á, thì con pháo này phải có một cái đòn bẩy. Giả sử con pháo này đây, có thể khi vào vào một ván cờ, con pháo này pháo đỏ này có thể đập con mã này. Vậy sao trong cái đường đi của nó tên với con mã thì đã có con pháo này làm đòn bẩy, thì nó có thể nhảy qua đầu con pháo này để ăn con mã, dạng như đè đầu của con này để ăn con này đó. Còn có con pháo này muốn ăn con pháo này, mà muốn ăn con pháo này á, thì không có cách nào khác, phải có một con nằm ở đây. Giả sử con pháo này nằm đây đi, thì con pháo đỏ này có thể nhảy qua đầu con pháo này để đập con pháo này. Là cách di chuyển con pháo, là cách ăn. Vâng, giả sử đầu tiên pháo pháo vào pháo 2/5 đi, thì khi vào này bên đỏ và pháo 2/5 thì bên bên xanh sẽ có lên tượng để củng cố trung lộ hoặc lên mã để giữ chốt đầu. Thì con pháo này sẽ ăn được con chốt này, thì việc bởi vì đã có con chốt này làm cái đòn bẩy cho nó nhảy vào đầu ăn đó. Thì cái cách con pháo cũng vậy, con pháo thì nó có cách ăn của nó là phải nhảy vào con mới ăn được con, chứ không thể nào ăn trực tiếp được. Giả sử con pháo này không thể ăn con pháo này được, mà con pháo này chỉ có thể ăn con mã. Giả sử con pháo này muốn ăn chốt thì nó phải vô đây, thì nó phải nhảy qua con pháo này để ăn chốt này. Thì đó là cách ăn của con pháo. Thì nhanh ở đấy, con ngược xe. Xe là một con cờ mà uy lực nhất trong một bàn cờ. Thì con xe có thể tiến tiến qua trái qua phải tiến lùi đó, nó như con pháo vậy, nhưng mà cái cách ăn của nó lại khác. Con xe thì ăn rất là thoải mái. Giả sử đây con xe là lên này, sau đó qua đây, thì chỉ cần có con nào nằm trên đường đi của nó có thể ăn được. Được đây, ăn thẳng xuống dưới này, ăn xỉ luôn đó. Là cách ăn của con xe. Hoặc con xe đây xuống dưới này để ăn con chốt này, hoặc ăn chốt bên này, hoặc con xe lên đây kéo qua đây bắt con pháo này. Thì đó là cái cách ăn con xe. Con xe nó có thể đi lên đây đâm thẳng qua đây được, con xe lên đây qua đây đâm thẳng xuống dưới này được, đâm thẳng qua đây được. Thì chỉ cần cái đường đi nó không có con gì chặn nó là có thể đi được. Còn con nào chặn đường nó là con địch thì nó sẽ ăn ngay, nó có quyền ăn. Là cách ăn của con xe. Đến con mã thì nó hơi phức tạp hơn. Nhiều người hay nhất hay lầm tưởng ở cách chân cách đi của con mã còn gọi là con ngựa đó. Thì con mã nó có, nếu bạn để ý thì con mã có cách đi của nó là đi xéo hai ô. Thực chất nó phải đi xéo mà nó dạng như là nó phải lên đây qua đây vậy đó. Lên đây rồi qua đây đó, con này lên đây qua đây. Thì để, con ngựa thì nó cách di chuyển nó hơi phức tạp hơn, nhưng mà các bạn chưa quen thì nó rất là đơn giản. Thì đầu tiên giả sử một ván cờ đi à, mình ở đây có 2/5, bên đó 3/5, bên đen dùng à, 2/3 để giữ chốt đầu. Đấy, thì con mã này có thể bay bay lên đây để qua đây được. Đầu tiên để bây giờ đến giả sử với pháo ăn chốt đầu, thì con mã này cái cách ăn của nó là con mã ăn xéo, chỉ cần nằm trên đường đi của nó là nó có thể ăn được. Nhưng mà nó không thể ăn quân nó chỉ ăn quân khác thôi. Thì khi mà pháo đập đây thì con mã sẽ ăn lên đây. Đó. Thì
Thì khi mà con ngựa nó ăn, con mã nó ăn á, là giả sử khi mà con pháo chưa ăn đi, pháo pháo 2/5 để bắt chốt đầu, thì bên đen lên mã mã thứ ba để giữ chốt đầu, và sau đó bên bên đỏ thì lên mã thứ ba để củng cố trung lộ để giữ chốt đầu luôn. Thì giả sử con bên bên đen có một sai lầm là giả sử như là đưa pháo 8/4 đi, đưa vào đây thì đây giờ con ngựa này nó đã bị chặn bởi con pháo này rồi, nó không thể giữ được con chốt đầu nữa. Thì đường đi của nó là lên đây, mà lên đây giả sử đây là ăn con chốt đầu thì con ngựa này không thể ăn được con pháo này nữa, bởi vì con ngựa này đã bị chặn bởi con pháo này rồi. Chỉ có một bất kỳ con quân cờ nào nằm trên cái đường đi của nó là nó không thể lên được, bất kể là quân địch hay quân ta, quân đen quân đỏ. Và bây giờ con pháo lên đây nó bây giờ thì con ngựa này muốn ăn con này thì phải di chuyển con pháo này lên đây một bước đến bất kỳ chỗ nào, vì sao mà rời đi khỏi cái đường thẳng này là con ngựa này có thể ăn được pháo này. Giả sử con pháo pháo lên đây đi thì trên đây thì sẽ không chặn cái đường đi của con ngựa nó sẽ lên theo điều này, lên thẳng một bước rồi mới ăn con pháo đó. Là cách ăn của con ngựa. Con ngựa miễn sao nó, các bạn cứ nhớ là nó phải lên một bước sau đó đi xéo, miễn sao không có con nào chặn đường này là nó phải ăn được cái con địch này, đó con ngựa. Vì đó là cách ăn của con ngựa. Thì cơ bản thì các bạn cứ hiểu vậy, khi mà chơi với các bạn chơi nhiều thì sẽ biết cái cách ăn hơn. Mình tiếp tục ra con tượng. Con tượng mục đích chủ yếu của nó là bảo vệ con tướng. Thì con tượng nó có đường đi của nó là đi xéo hai ô. Giả sử con tượng này nó có thể đi lên đây, đi về đây và về đây. Thì con tượng nó chỉ có một vài vị trí để đi thôi. Đây, vị trí mới, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba, vị trí thứ tư, vị trí thứ năm và vị trí thứ sáu là về đây. Đây, đây là đường đi của con tượng, tức là đi xéo cả hai con. Con này lên đây được, con này lên đây, con này lên đây cũng được, con này lên đây, con này về đây được, con này cũng về đây. Cái cách di chuyển của nó là như thế. Và con tượng này cũng sẽ như được đấy, con điên tượng. Thì con tượng điên thì chỉ cần còn cách ăn của con tượng thì giúp đơn giản. Giả sử có con pháo vào đây, đầu tiên con pháo có con gì đó nằm trên cái đường đi của nó là nó sẽ ăn được. Giả sử con chốt nằm đây đi thì con tượng này sẽ ăn được. Tại con chốt này nằm ngay cái vị trí đường đi của con tượng thì con tượng sẽ ăn được con chốt này. Nhưng giả sử con chốt nằm vị trí này mà đây có con gì nằm ngay cái đường đi chính giữa nó là có con pháo đây đi, thì con tượng sẽ không ăn được con chốt này. Đó. Thì muốn con tượng ăn được con chốt này phải di chuyển con pháo này ra chỗ khác thì con tượng mới ăn được con chốt này. Đó là cách cách ăn con tượng, là con tượng nó sẽ đi lên đây xuống đây, lên đây lên đây lên đây, là những vị trí của con tượng. Con tượng là tuyệt đối không được qua sông, con tượng bên đỏ là không thể qua được bên đen. Thì con tượng chỉ có phòng vệ thì chạy trong những vị trí không, vị trí này cố định. Một vị trí của nó thì đi là 1 2 3 4 5, cả hai vị trí ngồi nữa là 6 7, là 7 vị trí này chỉ có hai con tượng chỉ được 7 vị trí đó. Thì mình tiếp tục đến con sĩ. Sĩ thì bị giới hạn hơn nữa, sĩ thì chỉ có thể đi xéo một nước lên đây, thì lên đây lên đây. Đây là những cái điểm mà con sĩ có thể đi được. Đây, bây giờ mình đơn giản thôi. Con sĩ nó là dùng để bảo vệ con tướng. Thì giả sử đây mình lên C4 tấn 5. Đây, thì con sĩ này không thể lên đây được nữa. Khi con sĩ này lên đây thì con sĩ này coi như là mắc kẹt, là chết đứng đây còn không di chuyển được thế nào nữa. Muốn di chuyển con sĩ này, một là phải thoái về vị trí cũ, hai là phải tiến qua hai bên thì con sĩ này mới lên đây được. Khi con sĩ lên đây thì con sĩ này sẽ phải mắc kẹt là không di chuyển được nữa. Con sĩ này phải lên đây hoặc xuống đây hoặc về đây thì con sĩ nó mới di chuyển được. Thì con sĩ nó di chuyển theo cái chiều chữ cái chiều dọc và chiều xéo này thì ít, thì hai con sẽ nằm trong, nhưng mà phải nằm trong cái khung này không thể đi ra ngoài được. Đó, là vị trí thì nó ăn đơn giản thôi. Giả sử có con pháo nằm trên đây thì con sĩ lên đây là sẽ ăn được, cứ nằm trong cái đường đi của nó là nó ăn được. Còn con tướng thì là con được cần được bảo vệ. Thì con tướng nó sẽ phạm vi con di chuyển của nó là giống con đi một bước trái phải lên xuống tùy thích chỗ nào cũng được, nhưng sao nó chỉ nằm trong cái khung hình vuông này, có chính điểm là con tướng có thể đi trong vòng chính điểm này là không thể đi ra ngoài được. Sĩ thì tuyệt đối là không qua được bên kia, sĩ thì không được ra khỏi cái khung này, nên nó cái
việc nó ra khỏi qua bên đen là không bất khả thi, nó chỉ đi trong khung này thôi. Đó là cách di chuyển và cách ăn của cung cờ. Thì cơ bản cung cờ chỉ có như thế. Thì cái tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh cờ. Thì đây cái tập đầu tiên mình chỉ giới thiệu các bạn cờ và cách sắp cờ, cách di chuyển góc cung cờ và cách ăn góc cung cờ. Thì video này đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu mà có gì sơ sót thì mong các bạn bỏ qua và nhớ nhấn subscribe theo dõi kênh mình để xem thêm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.